Xin chào mọi người cùng cơm hoa với mình nhé. Thông báo chiều nay 14 giờ ngày 12 tháng 3, mời các đồng chí có tên sau đây vào cụ ký số hộ: Long, Hư, Huệ, Ngọc, Thúy, Lệ, Dung, Hạnh, Phương, Hân, Nga, Hư. Lại đi.
Mình chi vừa về đến nhà lại đang nhắn một đi chụp chấm bờ mai ta vừa chạy qua với gạo. Á chà, linh tay thấy điêu vàng nhiều lắm. Mùm lắm. Điêu hai cái nhẫn vàng ta, một cái một chỉ, một cái năm phần hình như Huy mua tặng. Cảm ơn ba. Đi lại 14/2 đó. Hôm trước chị có một hôm nay thấy mà. Đang kêu chán. Chán thì cơm. Không có đi mặn là cuộc đời mừng lắm rồi. Không có suy nghĩ gì đến tiền. Chán cái gì nữa, một cặp trâu. Sướng chưa? Trời ơi, thấy sướng chưa? Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nha mọi người. Sao để phải chụp ở trên đấy á? Chà. Cô đoàn thanh trà. Kiểm tra công ty với chị nhá, đang đi kiểm tra trước lỗ sau lỗ cho má ta. Mình thì lại lúc không phải chụp cái đứa đó. Thấy cũng chứng vừa nhanh. Vừa 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 nhanh nhanh. Con đi còn đến 12 giờ. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa